bộ phim Binh đoàn người máy T-Buster của Synergy Media, tập 20 khi Medic thấy xe hơi. Anh à, chúng ta ra ngoài hôm nay, nhớ không? Anh sẵn sàng rồi em. Đê Chan, Công Chu, các con xong chưa? Thịt nướng, thịt nướng. Đúng rồi công chúa, chúng ta sẽ có tiệc nướng. Sao các cậu lại theo tôi? Chiến dịch ăn ngoài nghĩa là sao nhỉ? Các cậu có tò mò không? Tôi đói. Mang Mimi theo được không? Tôi sẽ nghe lời nếu cậu giải thích. Có nghĩa là ăn tối ở nhà hàng, hiểu chưa? Tôi đi đây. Tại sao ta phải khổ sở thế này? Chiến dịch này nghe rất hay. Xe này đi chậm quá. Chậm hơn cả đi bộ. Tôi cũng muốn đi bộ. Anh cần phải đi lên nó. Anh thấy rồi. Shino, đừng bỏ tôi. Bố lái an toàn được không? Chúng ta cần cải trang. Đây rồi, một nhà hàng rất tuyệt. Mình sẽ lái lúc về. Vào nhanh nào. Đội trưởng Gân, các cậu đến đây mà cách nào vậy? Chúng tôi quyết định tham gia chiến dịch ăn ngoài. Trời ơi, tôi phải đi đây. Tôi có một nhiệm vụ. Là gì vậy? Sửa cái ô tô cho tới khi tôi quay lại. Quá dễ. Dùng đồng xu đi. Thật khó chịu. Làm ơn hãy ôm tôi. Không phí một viên đạn. Tôi đói. Biểu dương sức mạnh. Đừng có đi đâu. Sửa nó đi nha. Đó là nghề của tôi. Cậu nghĩ chúng ta có ổn không? Công nghệ này cũ quá. No quá, thích thật. Cái gì đây? Lúc trước có thế này đâu nhỉ? Cài dây an toàn. Đi nào. Mình phải đi chậm hơn. Phanh chỗ nào vậy? Mẹ, chúng ta phải xuống ở kia chứ. Không, không. Đê Chan, con thắt dây an toàn chưa? Rồi ạ. Nhưng mẹ ơi, ta cần xuống ở kia.
sao mẹ lái nhanh vậy? Cái phanh không có ở đó. Sao ạ? Cái gì? Bố dậy đi, gọi trung tâm khẩn cấp ngay. Trung tâm cấp cứu số nào ạ? Đội trưởng Gông, cậu có thích xe mới không? Cậu làm gì cái xe thế hả? Động cơ của trái đất quá tầm thường với khả năng của tôi. Làm gì đi? Đúng rồi, làm gì đi? Chúng ta đằng nào chẳng chết. Gài gian toàn nên trở thành thói quen. Cứu tôi! Nguy hiểm quá, hãy để chúng tôi hợp thể. Được rồi, đội trưởng đã cho phép. Tốt lắm. Đồng xu Buster, người máy T-Buster, bắt đầu. Người máy T-Buster. Mình không làm được nữa. Đồ ngốc, chúng ta có phản lực. Đúng rồi, phản lực. Tốc độ tối đa. Ôi không, đó là mình đang bay, mình đến thiên đường rồi. Mẹ à, xuống thôi, xuống ngay đi, giữ đài này và thoát khỏi nơi đây. Năng lượng tối đa.
Làm ơn đừng có biểu dương sức mạnh. Nên ăn gì khi trăng tròn? Anh à, hôm qua xe mình bay được đó. Em mơ hả? Cái xe bay thật mà. Con cũng thấy mà, đê chăng? Không, làm sao xe bay được mẹ? Mơ thích thật. Là mơ thật hả? Là máy bay từ hành tinh khác hả? Là máy bay từ hành tinh khác đúng không?